Thì trong cái cuộc tình này đó, bây giờ suy đi nghĩ lại thì tôi nghĩ là Kiều Anh có sự tính toán trước. Cho nên là trong cái khoảng thời gian mà ăn ở với nhau có đứa con rồi, thì nói chung là thương vợ cũng như là thương con, cho nên mình tin tưởng, mình giao hết. Mới đầu thì cũng đi xô về thì Oanh cũng đưa cho tôi 1.000 đô bỏ trong nhà băng. Rồi từ từ mới siết lại 500, 300, rồi cuối cùng thì nhà băng của mình cũng bị âm. Rồi mình cũng bỏ nhà băng đó luôn. Sau đó thì vài tháng sau thì Oanh cũng có nói là thôi bây giờ anh để chung tên nhà băng với em đi. Rồi mình thấy gì cũng vui. Nhưng mà khoảng vài tháng sau thì Oanh lại nói là mình có cái nợ sống nhà băng, cho nên là rút tên ra để mình đứng tên được rồi. Thương con thương vợ thì mình nghĩ, mình tin tưởng thì mình cũng giao hết cho Oanh thôi. Thì những cái tiền mà hai đứa làm chung như vậy thì trong cái nhà băng có nhiều khi mình cũng kiểm tra thì mình thấy nó tự động nó biến mất mà mình cũng không hỏi tới. Thì sau này mới biết là Oanh gửi về Việt Nam để cho bà chị sau này về mua nhà. Thì đó, cái căn nhà mà biệt thự ngay đường Trần Quốc Toản, phường 3, hẻm 72, rồi căn nhà nó mua khoảng 1.2 triệu. Thì sau này thì đó, cái nhà đó thì mình trắng tay mình đi ra khỏi nhà thì bây giờ thì về đây sống cũng nhờ người bạn là Nguyên Thảo thì cho ở nhờ. Mới đầu thì còn tới căn nhà đó thăm con của mình được, nhưng mà sau này thì cũng không có liên lạc được với con. Rồi là họ tìm cách không có cho mình, không có cho cái cơ hội để mà thăm con. Vậy có em nuôi thì lo gì. Rồi mình cũng nghĩ tới cách là thôi giờ mình lên trường mình thăm con. Thì thăm được mấy tháng vậy đó, cũng vô tới lớp rồi chơi với nó 1-2 tiếng sau đó về. Mà có nhiều lúc mình chụp hình với con mình, rồi mình thấy cháu nó dễ thương quá, nó thương cha quá. Là hai cha con mới có những lúc mà mình vô nó mới đi cầm đã tự tay tô màu những trái tim, 8 trái tim mình nhớ là cầm trong bàn tay, hỏi con đố ba cái này gì đây, con tặng ba nè. Nó mở ra thì 8 trái tim, thì có mình xúc động lắm. Thì những cái đó như vậy đó, mình chụp hình rồi mình post lên Facebook thì có phản hồi từ khán giả rất là nhiều, cho nên sau này người ta ngại, người ta mới nói với cô hiệu trưởng, hay là mình cũng không biết, nhưng mà mình suy nghĩ là như vậy. Có nghĩa là tự nhiên thì có một bữa đẹp trời thì cô hiệu trưởng cũng mới nói với mình, nói là giờ thôi cậu không có được phép lên thăm con đâu. Nói tại sao vậy cô? Cô nói là bây giờ mấy bé trong lớp chung với đi nó phân bì. Nó nói tại sao ba cũng biết đi vô được mà ba cũng chưa nói vô được. Nhưng mà nghĩ thì bé mà 4-5 tuổi, 5-6 tuổi làm sao mà nó biết phân biệt chuyện đó. Đó thì mình nghĩ là chắc cũng có người nào đó nói với cô hiệu trưởng, cho nên là cô hiệu trưởng cũng không cho mình vô. Không phải là cho, không cho vô thăm luôn. Đến thăm được nhưng mà chỉ đứng ở ngoài thăm chừng 5 phút, 10 phút rồi cho con vô học lại. Thì cái lần cuối cùng là mình mới ngày thứ 6 vừa rồi cũng có đem quà từ bên Mỹ về đem tới thăm cháu. Thì có xin anh bảo vệ với mấy cô được lên trên phòng. Thì mình lên phòng mình xuống liền, cô đưa quà cho cháu xong rồi hai cha con hung nhau vậy đó. Rồi mới nói với cháu là thôi cô hiệu trưởng không cho ba ở lại lâu, rồi đi về, rồi mai mốt gì ghé thăm đi nữa. Thì cháu cũng dễ thương, cháu nói vậy ba nhớ mai tới thăm đi nha. Rồi thì cũng được vài phút với con thì cũng có 1 phút hết rồi. Cái điều mà mình thấy là bây giờ mình trắng tay mình ra ngoài. Cái chén cơm mình sống hàng ngày của người nghệ sĩ là cái đi diễn thôi. Nhưng mà rốt cuộc thì cái bóng của Kiều Anh lớn quá, cũng lấy ra là áp lực với mình, với mấy bộ show, cho nên bây giờ mình cũng đâu có show để diễn. Mà cái mà thực tế nhất là cái trung tâm Dân Sơn. Trung tâm Dân Sơn hồi xưa giờ mình với trung tâm Dân Sơn là dính líu với nhau, gắn bó với nhau, phải nói là rất trong như là trong gia đình vậy đó.
cái cuốn 31, cái cuốn 49 ở New York, mình nhớ là ngày 31 tháng 8.